Đi 87 thiên, ngày 87. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好,很香. 味道很好,很香. 味道很好. 很香。味道很好,很香。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Mình là Phan Thùy Dương, bạn của chị Triệu. Tôi là Phan Thùy Dương, Zhao Jie Jie 的朋友。Mình thấy nói tốt lắm mà. 我看说得挺好的。 Cũng là người Hà Nội. 也是河内人。 Người bản địa Quế Lâm. 桂林本地人。 Ồ, hóa ra là vậy. Ồ, nguyên lai là thế nhỉ. Nhận được rồi, với nghĩa nhận được điện thoại rồi. 接到了. Mình cảm thấy nên dùng. 我觉得应该用. Số di động. 手机号. 手机号码. Gọi chút gì. Lái đẻ sở mơ. Hôm nay mời khách. Chín thiên chỉnh khờ. Một chút việc nhỏ này. Rì điến xào sư. Cho mình cappuccino. Gây wo cappuccino. Hình như rất quen thuộc đối với chỗ này. 好像对这里很熟悉. Giá cả lại rất hợp lý. 价格又很合理. Cà phê trà xanh và cappuccino. Lư trà cà phê và cappuccino. Bạn nếm thử một chút xem. Nì tráng y tráng. Có hợp với khẩu vị của bạn hay không? Hớ bù hớ nì đớ vệ khẩu. Wow, thật sự rất không tệ. Wow, rất là hẳn bù chua. Vị rất ngon, rất thơm. 味道很好,很香.